ngụy trong cơn dịch bệnh. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin Chúa cơm dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn lên nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoàn hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu chắc và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con dâng trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ la vang chuyển cầu, xin Chúa nhắm lời chúng con. Amen. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa chiến thắng tử thần rồi, đem luôn hạnh phúc khắp nơi. Vì đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày vui lên ăn vui. Hầu mặt Thiên Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời, mừng hát đi người ơi. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa chiến thắng tử thần rồi, đem lời hạnh phúc khắp nơi. Như danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Quý bà và anh chị em thân mến, hôm nay ngày 14 tháng 5, chúng ta kính thánh Matthias Tông Đồ. Để Thiên Chúa chấp nhận của lễ chúng ta dâng cũng như những ý chỉ trong thánh lễ này, chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng ta để chúng ta cùng nhau xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh,
các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Matthias để bổ sung nhóm 12 tông đồ. Cuối xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp cho chúng con nơi đang vui hưởng tình yêu của Chúa, mai sau cũng được kể vào số những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em, đám đông có chừng 120 người mà nói: Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng David để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng trong Thánh Vịnh có chép rằng trại của nó sẽ trở nên hoang vắng và không một ai ở lại trong đó. Và một người khác đã lãnh lấy chức vụ của nó. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian, Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây để cùng với chúng ta làm chứng người đã sống lại. Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Ba-sa-ba, biệt danh là Công Chính, và ông Ma-thi-a. Đoạn họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó. Thế rồi họ bỏ thăm, và Ma-thi-a đã trúng thăm. Ông được kể vào số 10, một tông đồ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin đáp: Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca dân thân dân Chúa đi, chúc tụng dân thân Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Ca ngợi dân thân Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Ai săn tẩy thượng đế Chúa ta, đơn ngự chôn cao vời, cúi xuống nhìn đẹp xem bầu trời trái đất. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Kẻ mòn hen, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng,
Người cất nhắc từ đông phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, chính Thầy đã chọn anh em từ thế gian, để anh em ra đi, xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nghe về Thánh Matthew, một vị thánh mà chúng ta ít khi nào nghe tới. Thánh Matthew trong đời sống của Ngài, cái cao điểm là được chọn để vào hàng ngũ của 12 tông đồ, vì Ngài đã bắt đầu từ khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy là Ngài đã theo Chúa Kitô. Đó là một trong những cái điều kiện được đặt ra để lựa thêm một người và cho đúng 12 tông đồ. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta thấy Thánh Matthew là một vị tử đạo, vì thế cho nên chúng ta cái thánh lễ hôm nay chúng ta có cái màu đỏ là vì Ngài đã tử vì đạo. Nhưng có một cái là Ngài, chúng ta dường như không có một cái gì viết về Ngài cả. Một đời sống âm thầm, chết đi vì Chúa Kitô. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta có thể làm như vậy hay không? Nếu mà chúng ta cần cử đi một vị tông đồ trong chính cộng đoàn của chúng ta sẽ chọn ai, quý bà và anh chị em? Chúng ta sẽ nêu tên ai và chọn người nào? Đức tin và cái sự theo sát Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nó rất là quan trọng. Chúng ta không những nghe lời Chúa nhưng đem ra áp dụng. Và cái luật cao cả nhất mà Thiên Chúa để lại cho chúng ta là Chúa Kitô đã nói hôm nay: các anh em hãy yêu thương nhau. Vì thế quý ông bà và anh chị em, chúng ta mừng lễ kính thánh Matthew tông đồ, tuy rằng là người mới nhất, một người âm thầm, một người sống đức tin, nhưng một người vĩ đại vì được Chúa lựa chọn. Vậy chúng ta đã được Chúa chọn khi chúng ta vào đời, vào trong cái tình yêu thương của Ngài, chúng ta có thể sống như Thánh Matthew hay không?
Nguyện xin Chúa chúc lành cho từng người của chúng ta và giúp cho chúng ta sống như Thánh Matthias, sống đức tin theo Ngài đến cùng. Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngã thơm chân thành, mừng ngày Chúa khai hoàn tiếng dâng Alleluia. Dâng lên Cha toàn năng ngàn lời ca hòa thương mến, loan tin vui phục sinh, ngợi khen Chúa bao hiền bên. Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngã thơm chân thành, mừng ngày Chúa khai hoàn tiếng dâng Alleluia. Dâng lên Cha toàn năng này dự nhớ vùng anh miên, bao công lao ngày qua cùng khúc hát ca tình Cha. Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngã thơm chân thành, mừng ngày Chúa khai hòa tiến dâng Alleluia. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bởi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh tông đồ Matthias, giáo hội thành kính dâng lên Chúa lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận và dùng quyền năng Chúa mà làm cho chúng con thêm mạnh mẽ, vững vàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha đã đặt Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ để Hội Thánh luôn là dấu chỉ sự thánh thiện của Cha ở dưới trần gian và loan báo cho nhân loại biết mầu nhiệm nước trời. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con sốt sắng chúc tụng Cha và lớn tiếng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa toàn cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết Ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Thomas chúng con, cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và chúng ta nhớ tới những người đã qua đời trong cộng đoàn của chúng ta, đặc biệt những ý chị trong thánh lễ này. Và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con,
nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Quý bà và anh chị em hãy chúc bình an Chúa cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa đã đấng xót tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời tới dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Và chúng ta cùng nhau đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con. Mến thương nhau dài lâu, như con cha đã hy sinh, một mình người đã chết thảm sâu. Cánh tay kia vẫn rộng mở, dòng máu kia vẫn tuôn trào, để cho con theo yêu thương cho đời, yêu thương mọi người. Vì yêu thương anh em là yêu thương ta. Vì yêu thương anh em là yêu thương ta. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con. Mến thương nhau dài lâu, như con cha đã bên con. Trọn đời ngài mặc lời khó khăn, sống bên con kiếm nghèo đói, ngài sống như kẻ hầu hạ, để cho con theo trao dâng cuộc đời bao phước quảng đại. Vì khi yêu thương anh em là yêu thương ta. Vì khi yêu thương anh em là yêu thương ta. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin hằng ban ân sủng dồi dào cho chúng con, để nhờ lời Thánh Matthia chuyển cầu, chúng con được gia nhập cộng đoàn chư thánh hiện vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Và theo thông lệ hàng tuần thì hôm nay là thứ năm, chúng ta sẽ tiếp tục có chầu thánh thể. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta đi bình an. Ta ơn Chúa. Mẹ ơi, bao người là bước lâu đây, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con dân mẹ, mẹ hãy thương tình dìu sáng con ta qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ buồn cây cho chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ buồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chân mẹ thương nhiệm lời. Lạy mẹ Maria, phan màu la vàng, đầy muôn ơn mưa, người trói vạn hào quang, muôn vạn thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đói thương cho mẹ, tinh tuyển thánh thiên, xin nâng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Van mà hiến lên, cứu giúp khổ phụ tổ tiên chúng con lươn giao. Giữa thời ly loạn trăm cách, khôn khổ trăm bề, từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phận hồ, ơn phận xa, người bệnh tật, kẻ u phiền, nào ai cầu khấn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria, thánh mẫu La Van, mẹ là thánh mẫu Chúa Trời, cũng là thánh mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đói thương con cái thiết tha ban nài. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cay trong và sau cuộc đời này. Xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Chúng con trông cậy ra thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền bên giang lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tịnh rất thân Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.
lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử bì đạo Canada, cầu cho chúng con. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen.